Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, với các giải pháp quyết liệt và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, tình trạng công dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất cảnh sang các nước lao động trái pháp luật đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình trạng này lại có dấu hiệu bùng phát trở lại, kéo theo nhiều hệ lụy đáng buồn. Từ bỏ công việc thợ cơ khí ổn định để tìm kiếm giấc mơ việc nhẹ lương cao ở đất nước Myanmar. Nhưng sang đến nơi, anh Lê Văn Thiệu ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh bị ép vào làm tại các cơ sở kinh doanh trực tuyến lừa đảo trên mạng. Còn với anh Nguyễn Văn Bình ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, xuất cảnh lao động đã trở thành nỗi ám ảnh sau những ngày tháng sống trong tủ nhục tại Trung Quốc với vòng lặp lẩn trốn, bị bắt rồi lại lẩn trốn. Mình bỏ ra rất nhiều để đánh đổi được cái đồng tiền đấy ạ. Thứ nhất là bất hợp pháp ạ, ra đường bị công an bắt ạ. Cho nên lựa chọn an toàn nhất là mình thôi, cho dù đói lòi không biết, nhưng mà mình ở Việt Nam mình làm vẫn cứ hơn ở bên Trung ạ. Thông qua cái công tác phòng ngừa đấu tranh thì chúng tôi đã khởi tố điều tra 15 vụ, 28 đối tượng liên quan đến cái hoạt động xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức công tác bảo hộ, giải cứu được 53 trường hợp công dân từ Campuchia và Myanmar trở về nước. Phòng ngừa phát hiện 16 vụ, 18 đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép. Qua cái đấu tranh thì cái tình hình xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được kiểm soát. Thanh Hóa vẫn còn khoảng 2.600 công nhân đang cư trú và lao động trái phép tại các nước, trong đó có hơn 1.500 trường hợp ở Trung Quốc. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành vi xuất nhập cảnh trái phép có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự từ 3 đến 15 năm tù. Ngoài ra, công dân Việt Nam sẽ gặp nhiều hệ lụy như không được bảo hộ, đảm bảo quyền lợi về tính mạng, sức khỏe, tài sản, bị các cơ quan chức năng nước ngoài bắt giữ, xử phạt, đẩy đuổi vì nhập cảnh cư trú trái phép. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đồng Hữu Cường, sinh năm 1983 ở phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng tháng 8 năm 2023, qua mạng xã hội WeChat, một phụ nữ quê quán ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang cư trú bất hợp pháp tại Quảng Đông, Trung Quốc, đã làm quen Đồng Hữu Cường và được Cường hứa sẽ đưa chị về Việt Nam với mức chi phí là 45 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 17 tháng 8 năm 2023, người phụ nữ này đã chi trả 16,5 triệu đồng cho Cường để dẫn mình nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Toàn bộ quá trình phạm tội của Cường đã bị Công an thị xã Nghi Sơn điều tra làm rõ và chuyển vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh theo thẩm quyền. Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ, cơ quan này đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can để xử lý theo luật định. Theo thống kê chưa đầy đủ, tỉnh Thanh Hóa có khoảng hơn 1.000 bệnh nhân bị bệnh thalassemia hay còn gọi là tan máu bẩm sinh. Bệnh nhân tan máu bẩm sinh tập trung nhiều tại các khu vực có xảy ra tình trạng hôn nhân cận huyết. Bệnh thalassemia là bệnh di truyền, không thể chữa khỏi nhưng dễ phòng bệnh. Chỉ cần xét nghiệm trước khi kết hôn, chẩn đoán trước sinh, nhiều trẻ đã không bị mắc căn bệnh quái ác này. Hiểu đơn giản, thalassemia là bệnh rối loạn máu, thiếu máu do tan máu di chuyển và có thể dẫn đến những vấn đề khác về sức khỏe. Đa phần, người bị bệnh thalassemia thường chậm phát triển thể chất và có nhiều biến chứng do tình trạng thiếu máu, quá tải sắt gây ra. Khi cả vợ và chồng cùng mang gen bệnh thalassemia thì mỗi lần sinh có 25% nguy cơ con bị bệnh, 50% khả năng con mang một gen bệnh và 25% khả năng con bình thường. Bệnh thalassemia nếu không được phát hiện điều trị sớm thì sẽ dẫn đến rất nhiều biến chứng. Bệnh thalassemia không thể chữa khỏi hoàn toàn mà người bệnh phải điều trị suốt đời. Hiện nay có hai biện pháp chính điều trị bệnh tan máu bẩm sinh, đó là truyền máu và thải sắt. Tuy mức độ thiếu máu khác nhau mà khoảng cách giữa các lần truyền máu của bệnh nhân cũng khác nhau. Còn việc thải sắt nhằm mục đích để chống quá tải sắt ở bệnh nhân, đưa nồng độ sắt trong cơ thể về giới hạn bình thường. Mặc dù không thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh thalassemia, nhưng bệnh có thể phòng tránh được. Chỉ cần xét nghiệm trước khi kết hôn, chẩn đoán trước sinh, nhiều trẻ đã không bị mắc căn bệnh quái ác này. Tất cả những công dân có độ tuổi từ 14 độ tuổi trở lên, cũng như là các ông bố bà mẹ đang ở trong độ tuổi sinh đẻ, thì nên làm các cái xét nghiệm này, các cái xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu để chúng ta phân tích xem có nguy cơ hay không. Từ đấy chúng ta có kế hoạch cho việc sinh con cũng như là trong cái cuộc sống để giúp đỡ họ cũng như là để giảm thiểu một cái gánh nặng cho toàn xã hội. Cùng với những ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe, việc điều trị thalassemia còn là gánh nặng kinh tế vô cùng lớn, làm suy giảm sự phát triển giống nòi. Do đó, để thalassemia không còn là gánh nặng là nỗi ám ảnh với bệnh nhân và người già,
mỗi người dân hãy nâng cao kiến thức về căn bệnh để chủ động phòng tránh. Niên vụ năm nay, thị trường tiêu thụ của các nhà máy chế biến tinh bột sắn ổn định nên việc giá thu mua sắn tăng cao. Những niên vụ trước đây, hoạt động thu mua và sản xuất của nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Như Xuân gặp nhiều khó khăn. Vì thế, vùng nguyên liệu sắn của nhà máy cũng giảm khoảng 30%. Bước vào niên vụ sắn năm nay, nhờ thị trường tiêu thụ ổn định nên nhà máy đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất. Đến nay, nhà máy đã thu mua hết sản lượng sắn của người dân trong vùng nguyên liệu với giá thu mua đạt bình quân từ 2.600 đến 2.700 đồng một kg, tăng 400 đến 500 đồng một kg so với niên vụ trước. Với cái giá mua như hiện nay thì hy vọng sang cái năm tới thì là cái diện tích và cái sản lượng sẽ khởi sắc hơn và đảm bảo được cái sản xuất kinh doanh của nhà máy. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hiện có 5 nhà máy chế biến tinh bột sắn. Một số nhà máy đang tiếp tục mở rộng thu mua tại các tỉnh lân cận mới có thể đáp ứng được công suất. Năm nay giá sắn được các nhà máy thu mua cũng tăng cao kỷ lục. Bình quân tăng khoảng từ 500 đến 600 đồng 1 kg sắn củ. Vì thế 1 hectare sắn năm nay, giá thu mua tăng hơn niên vụ trước khoảng từ 10 đến 12 triệu đồng. Với giá sắn thu mua tăng cao, hoạt động chế biến tinh bột sắn của các nhà máy được duy trì ổn định. Đây sẽ là tín hiệu khả quan giúp cây sắn có đầu ra và duy trì vùng nguyên liệu ổn định, tiếp tục nâng cao thu nhập cho người dân trồng sắn. Loại hình du lịch sinh thái cộng đồng, mặc dù mới chỉ phát triển tại Thanh Hóa trong khoảng 10 năm trở lại đây, song đã nhanh chóng trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Sản phẩm này cũng mang lại nhiều lợi ích trong phát triển kinh tế cho người dân địa phương. Khu vực miền núi phía Tây Thanh Hóa là nơi lưu giữ nhiều không gian văn hóa làng bản với các nếp nhà sàn truyền thống, nhiều nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của các dân tộc thiểu số. Nhờ thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa, khu vực này phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng khá thuận lợi. Một số địa phương đã có chiến lược cụ thể và cách làm bài bản để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng dựa trên các tài nguyên thế mạnh của địa phương, gắn với đáp ứng nhu cầu và xu hướng của thị trường. Huyện đã tích cực tuyên truyền đến các cái ban quản lý khu điểm du lịch cũng như là các cái hộ kinh doanh phát triển du lịch trên địa bàn để làm sao mà tạo được cái hình ảnh thân thiện, mến khách đối với khách du lịch khi đến tham quan, và khi khách đến du lịch thì có cái sự ấn tượng, cảm tình và khách có thể quay lại nhiều lần. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, lượng khách đến với các điểm du lịch sinh thái cộng đồng ở khu vực miền núi của tỉnh ước đạt khoảng 500.000 lượt người một năm. Con số này vẫn còn quá thấp so với quy mô khách du lịch đến với Thanh Hóa mỗi năm là khoảng hơn 10 triệu lượt. Để phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững, ngoài cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa bản địa khác biệt, thì trước hết cần một cộng đồng đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ lợi ích. Cùng với đó là sự song hành chung tay, định hướng của các cấp, sở, ngành, chính quyền địa phương. Chỉ khi có được điều đó và người dân thực sự được hưởng lợi từ sự phát triển du lịch của địa phương, thì lúc đó du lịch cộng đồng ở Thanh Hóa mới có thể phát triển bền vững. Với nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho bất động sản phát triển, khơi thông nguồn vốn tín dụng, nhiều chuyên gia dự báo thị trường bất động sản cả nước đang có thể phục hồi trong năm 2024 này. Tại Thanh Hóa, trong vài tháng trở lại đây, thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm lên. Khảo sát tại một số sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có thể thấy, bắt đầu từ giữa quý 4 năm 2023 đến nay, lượng khách hàng giao dịch mua bán nhà đất đã tăng từ 10 đến 20% so với các tháng trước đó. Ngoài nhu cầu mua nhà ở thực của người dân, thì nhà đầu tư cũng đang dần quay lại với thị trường này. Như đối với lại bên phía công ty bất động sản Bắc Bộ, cái lượng giao dịch đã cải thiện từ 20 cho đến 30% so với những quý trước. Và bây giờ khách hàng họ tìm hiểu rất là kỹ về pháp lý, về tiến độ, rồi về cái sự thanh khoản, đặc biệt là cái sự thanh khoản sau này của sản phẩm. Và quan trọng hơn nhất nữa, đấy là cái giá trị thực của sản phẩm. Khách sản phẩm có thể là vào để khai thác, để ở, hoặc là để kinh doanh, hoặc là để cho thuê được ngay hay không, mang về cái dòng tiền cho khách hàng luôn được hay không. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, bước sang năm 2024, kinh tế vĩ mô đã có dấu hiệu khởi sắc, là điều kiện thuận lợi giúp thị trường bất động sản chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, những chỉ đạo trực tiếp từ chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng đã giúp tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, đưa thị trường bất động sản tại nhiều địa phương trong cả nước chuyển biến tích cực. Xu hướng trong năm 2024, dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực sẽ vẫn thanh khoản cao. Xu hướng giá bất động sản cũng sẽ được điều chỉnh nhằm tăng lượng giao dịch. Bản tin 18 giờ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.